Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Dù có nhiều sự đa dạng của piano điện tại thị trường Việt Nam hiện nay, nhưng với mình, Goodman KS1 Bluetooth đặc biệt thành công so với các mẫu piano khác trong phân khúc piano điện. Vì sao? Goodman KS1 Bluetooth đã và đang tiếp tục những bước tiến vững chắc trong sự cạnh tranh đầy khắc nghiệt của thế giới piano. Hãy xem clip hôm nay để cảm nhận. Nào, bắt đầu thôi. Ngay bây giờ trước mặt anh em chính là những cây đàn đa dạng và số lượng khủng cho chuyến đi, đến từ nhiều hãng nổi tiếng đang được phân phối tại Minh Phụng Music. Từ nhà sản xuất Goodman và Artesia, đàn sẽ được chuyển từ trên xuống cho các bạn nhân viên còn lại nhận hàng. Số lượng đàn lần này được lấy chuẩn bị sẵn hàng để khởi hành cho chuyến hỏa xa trong ngày. Với KS1 Bluetooth trang bị âm sắc cực chuẩn, âm thanh dày và chất âm sẽ hay dần theo thời gian sử dụng của người chơi. Piano đã lấy đủ số lượng, anh em hãy theo mình tiếp tục hành trình đem piano KS1 Bluetooth đến với nhà khách tại Bình Tân nào. Đi thôi, bây giờ là 4 giờ chiều và team đã có mặt tại chung cư Gia Phú. Các bạn sẽ đi theo hướng ngã tư Gò Mây qua Eon Tân Phú. Tầm 5 phút sẽ thấy ngay cổng vào chung cư. Thời tiết mây trắng, gió lồng lộng, hàng cây xanh rợp bóng. Xe chở KS1 Bluetooth đã đến và đó cũng là cây piano được khách hàng tại Bình Tân lựa chọn. Tài xế dừng và mở cửa xe, phụ mình rính đàn lên xe máy để chở đàn vào trong chung cư. Đường vào chung cư rợp tán cây xanh, gió thổi vi vu nên nhân viên chở đàn vào bãi xe không gặp khó khăn. Nhà của chị khách tràn ngập tiếng cười của các em nhỏ. Bên trong nhà với không gian đầy màu sắc vui nhộn, mời anh em tiến hành khui thùng chuẩn bị lắp đàn nhé. Từng phụ kiện được bọc ni lông bảo vệ kỹ càng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh về phụ kiện bên trong thùng KS1 Bluetooth, bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn, cùng qua tặng la, ghế piano cao cấp và jack phone. Trong khi anh em đang lắp đàn, các bé vui đùa khiến buổi giao hàng hôm nay rộn ràng tiếng cười. Tại sao đàn piano KS1 Bluetooth lại phù hợp với các bé khi bắt đầu học piano? Tìm hiểu với mình nhé. 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB giúp kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, và nhiều chức năng phổ biến trên piano điện nhà Goodman như metronome đếm nhịp, slip mode chia bằng phím, twin nova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano và Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà người chơi phải dùng khi chơi đàn. Khi mua đàn KS1 Bluetooth, Minh Phụng Music sẽ đem đến bạn chế độ bảo hành nhiều quyền lợi hoàn hảo với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đã đến lúc bóc siêu rồi các bạn ơi. Bé gái đang từ từ gỡ siêu đàn rồi đến siêu phím chậm chậm. Lớp siêu bao phủ phím giúp phím đàn luôn trong trạng thái tốt nhất. Anh em ngắm nhìn lại toàn bộ vẻ đẹp của cây đàn KS1 Bluetooth này nhé. Nét đẹp góc cạnh cùng nhiều tính năng hiện đại tích hợp cả MIDI Bluetooth thì KS1 Bluetooth là một cây piano mà bạn đừng bỏ lỡ. Mời các bạn thưởng thức tiếng nhạc trên chiếc piano này cùng với bé gái nhé. Trước khi ra về, hãy cùng ngắm nhìn khung cảnh cực chiêu tại chung cư với team nhé. Vậy là buổi giao đàn piano KS1 Bluetooth hôm nay đã hoàn tất. Đây là lần thứ 3 đội ngũ Minh Phụng Music được vinh dự cùng Goodman đem đến các gia đình những cây đàn piano hiện đại. Các bạn nhân viên rất vui vì đã nhận được sự đón nhận của các hộ dân tại chung cư Gia Phú. Và cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.